Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua cầu Mương Kênh, quận 2, theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe ô tô. Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý, giải tỏa hiện trường, thì tiếp tục xảy ra thêm một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô khác, cũng gần vị trí nói trên. Các sự cố giao thông không gây thương vong về người, nhưng đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng. Do tai nạn nối tiếp nhau, các xe bị nạn nằm chắn hết một phần làn đường, khiến giao thông trên cao tốc bị ùn tắc kéo dài. Sự cố cũng ảnh hưởng dây chuyền tới lưu thông trên các tuyến đường xung quanh, dẫn lên cao tốc như Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định. Hàng ngàn phương tiện nằm dài trên đường khi không thể di chuyển suốt nhiều giờ.